Không chịu thôi kệ nó đi. Em chào anh Ngọc Hoàng. Tại vì em thấy thằng Thái vào công vạch mặt của đám thằng Bê Ni Chương anh. Em thấy không gặp anh em mình cứ lo cái chuyện trong nước anh chị em mình. Chào cả nhà. Thì cái diễn đàn này như thế này. Dịch mặt diễn đàn cái này là của Ba Que với Ba Que dịch mặt nghe nha anh chị em. Diễn đàn Tân Thái, dịch mặt diễn đàn Tân Thái, Bê Ni Chương và Mimosa. Ba diễn đàn bỉ ổi đê tiện hèn hạ nhất. Bà con cô bác anh chị em mình ở trong nước á, thì nên mà cảnh giác, đừng có nghe theo những cái diễn đàn này. Đây là diễn đàn cái người mà vạch mặt á, là Thái Gò Công, là cũng người là Ba Que đang cũng đang chống phá về đất nước mình đó. Rồi mời anh chị em nghe. Nếu mà nói về mà được mà đi tị nạn về mà những người mà biểu tình mà được đi tị nạn nó thì cái xin đi tị nạn tôi nói thiệt luôn cả nước rồi không cần có làm bạn luôn. Mình đã nói chứ còn nếu mà sáng rồi hồi trường đã nói rồi, nhưng mà thật sự ra không bao giờ, tại vì thật sự ra ở ngoài mình ở hải ngoại này á, như ở ngoại này á cái chuyện này rất là dư thừa. Ở trong nước á, mình nói thiệt nha, bây giờ là tôi hỏi các bạn á, bây giờ một ngày mà lên 2 clip, 1 clip 4 tiếng, mà 2 clip là 8 tiếng. 8 tiếng mà 2 người thành 16 tiếng, một ngày mình ngày đến 3, 4 tiếng đồng hồ thôi. Mình nói thiệt nha. Chốc. Anh chị em nghe không? Cái Thái Gò Công nói là Tân Thái, Mimosa hiện nay và Bê Ni Chương nói là đi xuống đường kéo biển tình đi. Thì hãy lại chỗ mấy cái tòa đại sứ quán, tòa nhà đại sứ quán của hải ngoại là đi xuống đường biển tình là mình sẽ được xin một cái vé tị nạn. Cái đó là nó nói nó sắp xúi bà con, nhưng mà thật sự cái đó không có. Cho nên bà con tỉnh táo lại nha. Đây là diễn đàn của thằng Thái Gò Công. Dịch mặt Tân Thái Bê Ni Chương nói xạo và Mimosa nói xạo đấy. Cho nên bà con cảnh giác nha. Đấy. Cái gì mà cắm à? Nói cho con nè. Chỗ em ngủ. Đấy. Cho nên bà con cảnh giác cao độ về phần này nha. Chỗ mẹ làm tí xíu à. Mẹ làm 10 phút rồi. Mỗi khi mình làm là có bé Mon lại. Nó quá khốn này. Nó quá khốn.
quá sức dần đi, nó mị dần, nó gạt dần đó. Để làm cái gì vậy? Nhiều khi mình nghĩ nha, thực sự bây giờ các bạn nghĩ đi, bây giờ ai diễn đàn lên 16 tiếng đồng hồ? Tôi nói thiệt nha, tôi nói thiệt á, bây giờ có anh chị tôi ở trong cái diễn đàn tôi, ở trong cái nhóm tôi của mình á, nói mà theo dõi hai thằng này nói không á, là cũng đã mệt xỉu. Tôi nói thiệt. Đi ngoài lấy đi, ngoài lấy đi. Bây giờ ở trong đây các bạn có thể vô trong cái diễn đàn 150 đội các bạn thấy cái người tôi không biết là người này nam hay nữ, nhưng mà cái âm này nọ anh chị em mình thấy không, nó nói đó à, Thái Hợp Công nói là à, Bene Chương và Tăng Thái và Mimosa nó mị dân, nó gạt dân để cho những người mà thiếu hiểu biết à, nó đi xuống đường là tôi sẽ được à, đi xuống đường cái biểu tình là tôi xin được vé tị nạn, cái đó là nó nói như vậy. Bà con anh chị em, những người nào mà thiếu hiểu biết không biết mà làm theo nó là các anh chị sẽ đi tù. Những cái lời này là của những người mà chống cộng cực đoan là Thái Gò Công. Thái Gò Công là chống cộng, chống về đất nước của mình. Và Thái Gò Công nói chung là ông này cũng chống cộng, nhưng mà cũng có cái tấm lòng để sợ đi bà con mình, những người mà thiếu hiểu biết đi xuống đường cái biểu tình rồi đi tù như vậy thì thấy tội. Thì ông này ông lên ông vạch mặt Tăng Thái với Bên Như Chương. Cho nên anh chị em nào mà đừng có nghe lời theo nó mà đi xuống đường nha. Đây, mình cho anh chị em mình nghe tiếp một đoạn nữa nha. Anh này là luôn ủng hộ chương trình của Lê Thái, và lúc nào cũng theo dõi cái chương trình. Những người nào mà mỹ dân, gạt dân đó, kích động lòng dân đó, nó mị dân, Mimosa, Mimosa, Tăng Thái, Bene Chương gạt những người dân mình đó. Anh chị em, bà con mình đó, đừng có nghe theo. Nên ở trên đó những cái clip nào á, mà các bạn vô trong cái diễn đàn Lâm Mai Nội, các bạn sẽ thấy, vô cái trang nhà Lâm Mai Nội, các bạn sẽ thấy là những cái nào mà đã tên rồi đó, đánh tên, đánh phút, đánh dây rồi đó, thì cái vô đó đúng ngay cái đó rồi, các bạn sẽ thấy. Mà nghe mà coi theo dõi mà còn không kịp đó, 16 tiếng đồng hồ, hai diễn đàn 16 tiếng đồng hồ. Coi lúc ngủ con cũng cao lắm. Tôi hỏi cái quan điểm của mọi người trên diễn đàn đó, đó nếu như mọi người lâm vào tình trạng giống như anh Thái, mọi người sẽ làm gì? Cha tôi bảo đảm cả nước không ai biết. Tôi dám nói trong tới hội. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Có bé Mon không làm được. Thái độ. Chúng tôi đi xuống nè. À, đúng. Khỏi luôn. Để cho Tân Thái nể. Ờ đúng rồi, phải cho nể chứ. Bây giờ là nói thiệt á, nếu mà ai vô diễn đàn Lê Thái mà chống thằng Tân Thái, thằng Bình Trương á, là chuyển tướng hết luôn. Vui. Đấy anh chị em nghe không? Nghe cái diễn đàn của ông, cái người mà Thái Gò Công này nói không? Vạch mặt Tân Thái và Bay Như Chương. Thì anh chị em thấy làm sao? À, dưới Mimosa thì những người mà đi xuống đường kêu lại tòa đại sứ quán, như mấy bữa gài nó kêu đó là ngày 20 thì xuống biển tình rồi lại tòa đại sứ quán ở trên thành phố mình đó, là xin vé tị nạn, làm giấy tị nạn. Nhưng mà đi ké biển tình như vậy mà đi tị nạn vậy thì chắc cả nước đi hết luôn rồi, đúng không? Cái đó là nó gạt bà con mình, cho nên bà con mình nó tỉnh táo lại, nghe không? Công này là cái người đang sinh sống tại Mỹ,
người ta biết những cái ông này cũng là cái người mà chống cộng, chống về đất nước mình, cũng như Tân Thái Bình Nói Chương. Không biết cái ngọn gió nào mà ông này bữa nay làm lại một cái clip này để mà cảnh báo, cảnh tỉnh lại cho những người dân trong nước mình thiếu hiểu biết, để mà nhìn nhận ra sự thật. Đừng có để bà con lầm đường lỡ bước mà nghe lời theo, đi nghe theo diễn đàn Tân Thái Bên Như Trương với Mimosa mà đi tù. Thì quan lắm, không có vụ mà đi xuống đường, không có đi cái vụ gì mà đi xuống đường rồi mà được đi xin vé tị nạn như vậy là không có. Cho nên á, bà con mình á, nên cảnh tỉnh là cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nói thiệt á, cái vụ này nè, bao que trong nước đi, bao que trong nước mình á, chống đối nhà nước mình đã đi tù hết trơn mẹ rồi, còn đâu nữa, dưới một số mà đi đã hết rồi còn đâu nữa. Bây giờ còn có ai nữa đâu, bây giờ ai mà đi. Ngày xưa đất nước mình nó chưa có những cái nhà máy á, thì bà con người ta còn đi qua nước ngoài, người ta đi làm là lao động. Nhưng bây giờ đất nước Việt Nam mình bây giờ đã có nhiều cái nhà máy, nhiều công ty đang ở trên đất nước mình rồi, mắc cái gì mình phải đi qua nước ngoài mình làm nữa. Cho nên á, bà con mình á, đừng có nghĩ tôi đi Mỹ hay là tôi qua bển là tôi thuyên đàng đó. Bà con hiện nay giờ không biết gì nước Mỹ thì bà con đi hết những diễn đàn, đi diễn đàn bao que đi, đi qua bên đó xem thử đi. Rồi cách thằng Tân Thái, gần Benny Trương, rồi con Mimosa, cái cách ở của nó và cái cách sống nó, và cái diễn đàn của con Lisa Phạm, các anh chị thấy cái chỗ ở nó có bằng cái người Việt mình trong nước không. Nó đi mang tiếng là nó đi qua bên Mỹ mấy chục năm, theo mấy chục năm là người ta ở biệt thự rồi à. Chứ không phải mà ở như kiểu con Lisa Phạm đâu. À, ta đi miễn bên Mỹ mà giàu quá mấy chục năm nay á, là con Lisa Phạm là nó ngồi ngay chân cái chỗ mà thì anh chị em tính đi, miễn ở bên Mỹ á, mà giàu như tụi nó, mà dễ kiếm tiền như tụi nó, thì bây giờ anh chị em điển hình mình nhìn kỹ vào ngay chân cái chỗ mà ngồi live stream của con Lisa Phạm là điển hình nha. Nó đi qua bên nước Mỹ là mấy chục năm, anh chị em mình thấy. Chàng mẹ ơi, cái chỗ nó live stream bà con thấy không, cái chỗ không có ra cái gì hết trơn, cái chỗ có chút xíu rồi siêu à, rồi bước vô là cái phòng mà rồi bây giờ mà đi mấy chục năm nó còn ở phòng trọ. Tại sao nước Mỹ giàu mà nó không live stream ngay chân chỗ cái tòa nhà biệt thự hay là cái gì đó, hay là một cái phòng ốc là nhà nó, quay cái nhà cảnh khang trang cái nhà nó cho đẹp đi. Dốt cuộc bà con thấy chỗ nó live stream cái nhà nó có ra cái gì đâu, thu cái nhà của Nhiên đó. Nhiên mà là nghèo, thật là nghèo đó nha. Năm 2007 Nhiên còn đi làm công nhân may ở đường Tô Ký, số 9 đường Tô Ký, quận 12. Thì anh chị đi rồi tới từ ngày 2007 đó, thì tới bây giờ Nhiên làm đi. Còn trước đó thì Nhiên làm ruộng, làm gãy đó. Ở dưới quê mình không nói. Còn Nhiên hiện nay giờ từ ngày đó là đi lên thành phố, đi làm công nhân may rồi đi mua bán này kia kia nọ. Thì Nhiên chắc móc cũng được, mua cắt được cái nhà. Có phải là hơn cái chỗ con Ly Sao Phạm không anh chị em? Bởi vì mình ngồi mình nói, mình phải so chứ đừng bao giờ mình nghe nó rồi cái mình nói nước Mỹ là dễ kiếm tiền. Thì bây giờ nước nào mà không có người giàu người nghèo? Ở Việt Nam mình á thì có những người bán vé số hay là những người ăn xin. Thì ở Mỹ thì cũng có những người bán báo, ở bên nước Mỹ mà không có bán vé số thì người ta đi bán báo, rồi người ta đi lụm ve chai đó. 11 năm rồi Nhiên hả? Dạ đúng, 2007 lúc sập cầu Cần Thơ á, anh Nguyễn Nhàn là lúc đó là em ngồi mai trong công ty số 9 đường Tô Ký MDK. Em ngồi em mai đó, em mai đúng 1 năm. Và sau 1 năm đó em nghĩ giờ mình lên thành phố mình ngồi mình làm công nhân mai nhị hoài là đâu có phát triển nổi. Thì bây giờ một lương tháng hồi đó có 1 triệu mấy ha, rồi gửi về gia đình con cái mình nữa thì tới tháng còn có 300-400 ngàn ăn nữa là hết rồi. Gửi về cho con ăn rồi mình ở trên đây mình ăn với đóng tiền nhà nữa là hết tháng lương đó rồi. Cho nên á, em mới nghĩ khi mà bước chơi chân ra đi để mà lập nghiệp á, mình đi làm công nhân không bao giờ khá nổi. Cho nên á, em mới chuyển đổi qua là cái nghề em nấu xôi nấu chè em bán. Mình phải qua cái kinh doanh mình mới khá. Cho nên á, anh chị thấy không, từ ngày 2007 tới giờ mà Nhiên cố gắng dãi nắng dầm mưa mà làm được như cái ngày hôm nay như vậy đó, thì bà con thấy còn hơn con Lisa không?
Con Lisa nó đi qua bển hả? Bà con thấy bao nhiêu năm rồi? Đi qua bên Mỹ mấy chục năm nay rồi mà cái chỗ ngồi của nó có cái chỗ đó thôi, chứ đâu dám quay không gian bự đâu. Có một cái cảnh là ngồi live stream thôi. Bởi vì cho nên á, anh chị em nào mà không ít lên mạng á, tưởng nước Mỹ mà dễ kiếm tiền á, thì anh chị em phải nhìn như kỹ như thế này. Vô cái live stream từ ban đầu của con Lisa và cái live stream hiện tại bây giờ, mình phải coi cái chỗ người ta ngồi, rồi mình đánh giá từ cái cục gạch của nó, từ cái gạch lót của nó và cái bức tường của nó và cái bàn cái ghế của nó ngồi, thì mình sẽ đánh giá ra được là cái người này làm kinh tế có giỏi hay không, người này có khá hay không. Lúc đó là mình sẽ nhìn ra là nước Mỹ làm dễ kiếm tiền hay không là nhìn biết liền à. Đấy, cho nên á, người ta đã khi chàng ơi cho em ngủ, em con nằm xuống uống sữa đi đó. Đó. Cho nên á, những người bà con cô bác anh chị em mình á, tuy mình ít học nhưng mà mình ra ngoài đời mình va chạm xã hội, mình mua bán á, thì mình đã nhận thức ra được, mình nhận thức ra được và mình đánh giá được cái con người đó là con người đó nói đúng hay là con người đó nói dốc hay là con người đó nói xạo, thì mình sẽ nhận thức ra được. Cho nên á, anh chị em mình nó phải nhận thức ra cái chỗ này. Như cái diễn đàn của thằng David Lê hay diễn đàn Sophia Ngọc Nguyễn, thì anh chị con Sophia Ngọc Nguyễn á, đi qua bên nước Mỹ là 18 năm. Mình năm 18 tuổi thì Sophia Ngọc Nguyễn lớn hơn Nhiên 2 tuổi, Nhiên năm nay 41, thì Sophia Ngọc Nguyễn tuổi con mèo lớn hơn Nhiên là năm nay Sophia Ngọc Nguyễn là 43 tuổi rồi. Thì anh chị tính đi, 43 trừ 18 tuổi, 18 đi là Sophia Ngọc Nguyễn đi qua bên nước Mỹ 25 năm rồi. Đó, mình thấy phân tích là cái nước Mỹ có dễ kiếm tiền hay không. Cho nên á, đừng có nghĩ tôi đi xuống đường tôi kéo nghĩa tình rồi tôi đi qua Mỹ là ở bên đó thiên đàng rồi tôi nằm ngửa ra là được tiền. Không phải, ở đâu cũng phải là làm lao động, cũng như đất nước Việt Nam mình lao động mình mới có ăn, đi qua Mỹ mình cũng lao động mình mới có ăn. Thì anh chị em mình phải nhìn ra những cái diễn đàn đó có phải là nước Mỹ dễ kiếm tiền như họ nói không, thì mình sẽ nhận thức, mình đánh vào cái tâm lý và mình đánh vào cái chỗ mà họ ngồi. Họ nói cái nước Mỹ giàu và mình đánh vào cái chỗ mà họ ngồi, xung quanh cái chỗ họ ngồi cũng như Nhiên ngồi đi, rồi xung quanh cái nhà Nhiên, cái bức tường hay là những cái cửa hay là những cái bức tường nhà Nhiên, mình sẽ đánh ra cái nhà này là cũng như nhà Nhiên đi, cũng là dạng là đủ ăn đủ xài ở đất nước Việt Nam. Còn như là chỗ sau khi ăn Ngọc Nguyễn, anh chị em thấy không, chỗ ngồi rồi cái bàn cái ghế có hơn gì nhà Nhiên đâu. Đi qua bên nước Mỹ là năm 18 tuổi, năm nay 43 tuổi rồi, thì đi đã 25 năm rồi, thì đáng lẽ người ta sống một cái chỗ là khang trang hơn, cái chỗ đẹp đẽ hơn, cái chỗ mà ngồi nó phong cách lịch lãm hơn, là quý tộc hơn, là của một người đang ngồi trên nước Mỹ là kinh doanh thành đạt ở trên nước Mỹ. Đó là mới là mình nên học hỏi. Còn cái này sau khi ăn Ngọc Nguyễn đi lên dạy đời những người trong nước, làm người dân trong nước làm thế này thế kia, nhưng mà mình ngược lại, tại sao dạy những người trong nước làm thế này thế kia mà cô ở nước Mỹ mà lại xung quanh cái cảnh cô ngồi và Mimosa xung quanh cái khung cảnh cô ngồi, cái phòng trọ rất là nhỏ, cô lai chim ngay trong cái phòng trọ có cái gác nhỏ con cô leo lên như vậy thôi, mà cô lại phơi phán người trong nước, mà cô dạy những người trong nước làm kinh tế như vậy, sao mà mình học hỏi được. Mình phải học hỏi như thế này, mình học hỏi như mình học hỏi anh Lô Minh, là cái người mà bị bắt cóc đi qua Mỹ năm ổng mười mấy tuổi, 15, 16 tuổi, rồi được nước Mỹ đào tạo, ổng dạy dỗ, ổng là làm nên con người, rồi ổng kiên trì học hỏi người Mỹ, rồi ổng phấn đấu, ổng biết trí tuệ, ổng biết mua bán, biết kinh doanh, thì ổng làm lên là một người thành đạt. Nhà ổng khá, đặt ổng xanh quanh ruộng vườn ổng, cái khung cảnh nhà anh Lợi Minh thì xanh quanh nhà ảnh rất là rộng to. Không phải là mình khoe cái giàu, mà mình học hỏi những cái người thành đạt để làm chi. Mình nghèo thì mình đi học hỏi những người thành đạt, coi người ta kinh doanh từ cái đôi bàn tay trắng thì người ta làm sao lên thành đạt như vậy, thì mình đi theo những diễn đàn đó thì mình sẽ học hỏi được cái phần nào đó để mình làm cho lợi ích cá nhân của mình, đặng mình giúp đỡ cho gia đình mình. Cái đó
là mình mới là đi lên diễn đàn mình học hỏi, mình trau dồi về kinh nghiệm của mình. Chứ vì những người mà đang sinh sống ở Mỹ mà dạy là những người trong nước, dạy về chính trị, dạy về kinh doanh, thật sự mình ngồi mình mắc cười, thật sự nhiên rất là mắc cười. Mà không rồi á, những người mà xì ke ma tí, họ thiếu hiểu biết thì họ không nhìn ra. Chứ thật sự những người mình chỉ học lớp 5 trường Đà Làng hết lớp 5 thôi, mà được cái á, là tại sao mình có cái thông minh, một cái là mình ít học mà mình được thông minh, là mẹ mình, gia đình mình, mẹ mình là cái người mua bán, mẹ mình rất là giỏi về kinh doanh mua bán, dạy mình mua bán từ hồi lúc nhỏ, hồi lúc mà mình đi học 7-8 tuổi, về 10 tuổi là mẹ mình dạy cách mua bán rồi, là đi đâm một cái canh dầu đó là con tự bán, là con đi kiếm tiền như vậy, vậy rất là tiền nhiều. Rồi mẹ dạy là đi bán rau cải, rồi mua phân, mua rồi chắc mót tiền, rồi mua phân, những người bán phân dư, mấy cái bao phân nó dư á, người ta xài dư đó là mình mua về mình dựa lại, rồi tới mùa mình bán ra mình có lời. Cái đó là gia đình mình kinh doanh từ cái lúc mà ít tiền, mình kinh doanh từ cái lúc mà ít xịu tiền, rồi mình mới có ít xịu tiền đó, rồi mình mới có nhiều tiền lên tí, rồi mình mới có số lớn tiền lớn tí, thì mình mới kinh doanh ra, mình mới có được cái gia đình mình ngày hôm nay. Còn cái này sâu gia Ngọc Nguyễn, rồi Mi Musa, rồi Tăng Thái, Benny Chương, dạy anh chị em làm được cái gì? Họ lên diễn đàn họ dạy được anh chị em cái gì? Họ xúi anh chị em đi tù thôi, chứ họ không có dạy. Những người nào mà đi theo những diễn đàn đó là nghe lời họ khích bác thì trừ ra đi tù thôi, chứ không có được mà học hỏi được một cái kiến thức gì hết đó. Cho nên á, mà những người mà muốn đi theo những đàn, mà những diễn đàn đó thì mình phải nhìn. Ủa mình đi học những cái nghề bợ muốn tay muốn chân hả? Nhưng nè, ngày xưa á, từng là người quê, mình nói thật lòng, thật cái tâm mình nha, mình nói thật bằng cái tâm của mình, không dối, không gạt, không lừa gì bà con, có hiểu sao thì hiểu. Mình là một người ở quê, gia đình mình làm nông, mẹ ba làm nông ở trong, mẹ thì mua bán ở ngoài, ở trong ở nhà mẹ mua bán, còn ở trong đồng á thì ba làm về máy cày máy xớ, rồi làm trâu bò, rồi chạy đường nước. Nhà mình hai người làm, mẹ thì kinh doanh ở tại nhà mẹ mình, 1 năm 10 tháng chưa bước vào tới ruộng, tới trong đồng. Ba mình đó là người chuyên về làm ruộng làm đồng, thì ba mình bổn phận mình là đàn ông ở trong đồng, còn mẹ mình là người mua bán. Cho nên á, mình là con gái thứ hai trong gia đình, nhà mình có 3 chị em gái, mình là con gái thứ hai trong gia đình, vừa tiếp mẹ vừa phụ ba trong đồng nữa. Bởi vậy cho nên á, muốn đi vô đồng thì mình cũng vào đồng, mình cũng săn quần lội áo lội kinh đi vô đồng, cũng gánh dầu, mình cũng gánh dầu, hồi nhỏ mình cũng gánh dầu đi 10 mấy cây số đi vô tập đoàn 27 ở trong đồng, đặng cho ba suốt lúa, rồi đi ba suốt lúa rồi mình cũng đi kéo thẻ rồi phụ ba, hay là mình đi giữ trâu phụ ba với mấy người ba mướn. Còn ở nhà thì mẹ mình đi mua bán như là mua lúa nè, xây gạo, xây hàng sáo nè, rồi hay là mua bán phân thuốc sâu nè, rồi mẹ mình bán thuốc tây, mẹ mình bán tập quán nè, thì mình học được của mẹ mình. Cho nên á, anh chị em mình thấy nên học hỏi những người mà đi trước mình, từng kinh doanh nhỏ lẻ thì mình mới thành công. Còn cái này rồi mình sau này cái mình đi lên thành phố, mình có chồng, khi mình có chồng á thì mình làm 20 mấy công ruộng á, hồi đó mình làm được 2 mẫu 4 600 mét, là tương như 24.600 mét ruộng ở trong Chi Tôn. Mà khổ nổi vậy đó, hai vợ chồng cứ làm 2 mẫu mấy lúa, mà cứ cái tính mình thì rộng rãi, gia đình bên chồng lại, gia đình bên mình người nghèo lại, thím tư, mợ tư, chị hai ơi người này nghèo khổ, cái mình cho tới mùa mình không có dư. Rồi sau đó cái mình mới nói thôi bây giờ anh ở nhà làm ruộng, em thì em đi lên Sài Gòn mua bán, thì cái mình đi làm công ty đang phụ giúp chồng mình mấy cái tháng mà không có làm lúa, thì mình thấy làm tháng nào hết tháng nấy. Bây giờ mình muốn lập nghiệp, mình muốn phát triển cái nhà mình giàu lên, thì mình phải mạnh dạn, mình phải đi mua bán. Cho nên á, mình đã bước ra ngoài mình bán xôi, bán chè, cái mình nói nè chàng mẹt ơi, bây giờ mình ra đời á, mình mua mình bán, mình cực khổ ở dưới miền Tây, mình cực khổ, mình lội bùn lội áo, rồi bây giờ
mình đi lên đây mình mua bán giải dầu thức 2 3 giờ đêm tới 1 giờ sáng, 4 5 giờ sáng nấu chè nó sôi vô bọc rồi mình sáng mình đi bán. Như vậy sao quá cực khổ rồi, thôi bây giờ đi qua cái ngành làm đẹp. Thì qua cái ngành làm đẹp rồi tôi nói đã thành công nghề làm đẹp rồi, xong mở mở mặt bằng ra rồi mở tiệm sờ ba chăm sóc da rồi làm tóc duỗi tóc này kia kia nọ. Rốt cuộc anh chị em biết không, trả tiền mặt bằng trả tiền nhân viên rồi mỗi tháng mình được nhiêu, mỗi tháng mình được nhiêu dư cứ 3 triệu bạc à. Nó chết mẹ rồi, làm gì là thua công nhân rồi, à mình làm gì mình thua cái cách mua bán của mình rồi. Hồi đó mình đi mua bán xôi chè mình bán chơi thôi, buổi sáng thôi 3 ký nếp xôi sầu riêng thôi, mình bán 3 ký nếp xôi sầu riêng thôi là mình bán chơi buổi sáng thôi là mình cũng kiếm được mà 3 triệu một tháng rồi. Cho nên hả, khi mà mình tỉnh lại mình nói chết mẹ, thôi bây giờ sang cái ngành làm đẹp này, bây giờ thôi bây giờ cái kiểu này thôi, một năm mình kiếm được có 30 triệu 36 triệu à, mà không dám ăn xài mình tiết kiệm nữa. Thì có 36 triệu rồi 10 năm mình được có 360 triệu à, làm gì rồi sao mình được có cái nhà, làm gì sao mình lo tương lai cho con mình đây. Không, bây giờ phải sang sang gấp, của hốt thì đổ, sang gấp cái tiệm tóc à, tiệm tóc trang hoàng, tiệm spa trang hoàng cho giữ, sang lỗ lấy vốn lại, nãy mình lấy vốn lại bắt đầu đập vào mua bán đồ, qua học làm bánh mì làm bánh ngọt rồi ra mua bán lại thì mình đã thành công như hôm nay rồi. Mình mở luôn cái quán cà phê à, đó thì thằng Quách Dũng nó cũng đi biết cái quán cà phê Chuông Gió, mình lại tới quán cà phê như vậy thì mình đã thành công về cái mua bán. Cho nên á, những người từng giải dầu mưa nắng mua bán như vậy mình mới thành công, mình mới có cái cơ ngơ vậy như hôm nay như vậy, là cái một tay của mình làm, còn không có nói tới chồng mình. Chồng mình thì tiền ổng riêng, còn tiền này là tiền của mình. Cho nên á, mình mới nhìn nhận vào cái những người ba que xỏ lá như là thằng Benny Trương, thằng Tăng Thái, hay là con Ly Sao Phạm, hay con Đoàn Thị Thị Dương, hay là con Anh Chi, hay là con Mi Musa đó, con Sophia đó, hay là thằng Tiger đồ đó, hay là thằng David Lê đồ đó, vân vân, là những cái đám ba que ở bên hải ngoại. Thì mình nhìn lại buông ra, nó dạy, nó cũng là người dân như mình bình thường thôi, mà nó dạy lại người dân mình làm chính trị, lại dạy người dân mình làm chính trị. Mình ngồi mình nực cười, ngộ hang, mày thì mày dở ẹt à, thằng Tiger thì mày ngồi mày làm gì, xin lỗi bà con. Tôi cũng từng là cái người đi bưng móng chân, làm móng, gội đầu làm móng cho người ta, nhưng khi cái móng chân người ta đi bị dập, dập móng nó sưng lên nó bị thối, tôi cũng phải cố gắng tôi bịt cái mũi tôi lại, tôi cũng phải cắt cái thúi móng xì mũ đó ra, tôi phải nhét cái bông gòn, tôi phải chế oxy vô đừng có cho chảy máu nữa. Thì tôi bắt buộc tôi phải làm, tôi kiếm tiền, tôi phải làm những điều đó. Cái nghề này thì nó đủ đóng tiền nhà và tiền ăn thôi, chứ dư thì không có dư nổi. Cho nên á, bà con mình nên tỉnh táo lại. Còn cái nghề làm nail mình ở trong nước mình bây giờ, không lẽ giờ người nào cũng đi làm nail hết, đâu có đâu. Bởi vì cho nên bà con mình tỉnh táo lại, đừng bao giờ nghe nó. Nó mà giỏi á, con Sophia mà nó giỏi á, nó đi qua Mỹ 25 năm. Thì đất nước Mỹ là cái đất nước mà nó nói là giàu tiền, giàu bạc mà, đúng không? Thì cho nên nó đi qua bên Mỹ như vậy 25 năm, dĩ nhiên là nó làm như vậy là nó mua được mấy căn nhà, bà con biết không? Trong khi đó nó nói như vậy, đất nước Mỹ đi qua đó mình đẻ con á, là con mình nhà nước nuôi, Mỹ nuôi hết, bệnh nhà nước cũng nuôi luôn. Như vậy thì quá hay rồi, đi qua bên Mỹ nó đẻ con, được Mỹ nuôi hết. Thì những cái tài chính của nó làm được thì rất là nhiều tiền. Vậy tiền có ở đâu đi? Bây giờ mình tính đi, bây giờ nó làm một ngày là một tháng được, một tháng của nó là 1.500 đô, là 30 triệu. Thì một năm nó có bao nhiêu? 300-400 triệu. Thì 10 năm nó có mấy tỷ rồi, 10 năm thì nó có 3 tỷ mấy rồi, đúng không anh chị? Một tháng 30 triệu đi, đúng không? Thì một năm thì nó có 360 triệu, thì 10 năm thì nó có 3 tỷ 6 rồi, mà trong khi đó nó đi 25 năm thì nó có 7-8 tỷ rồi. Thì bây giờ chỗ cái nhà của con Sophia giỏi, cái nhà của nó hiện nay giờ chừng 300-400 ngàn đô à. Thì 100 ngàn đô nhiêu có 200 triệu, như 600-700 triệu cho 1 tỷ bao nhiêu. Vậy còn 8-7-8 tỷ đó đâu đi, rồi chưa kể nha. Rồi tiền, cái số mà cái tiền mà mình đi làm nail á, thì mình làm lương đó 1.500 đô đó, là còn tiền bo nữa làm chi.
khắc bo cho mình nó chi thì nó sẽ hơn cái số tiền đó không? Thì cho nên là nó nói vậy là mình là nó có số tiền để nó mua được một cái nhà rất là đẹp rồi. Ở bên Mỹ mà có tiền mà 10 tỷ là mua cái nhà quá đẹp tuyệt vời rồi. Cho nên á, và những cái khung cảnh ngồi xanh quanh và cái bàn làm việc hay là cái bàn ngồi live stream gì của nó thì cái bàn ngồi live stream gì đó thì mình phải thấy là cái bàn nó ngồi lịch lãm và cái cách ngồi xung quanh nó lịch lãm, là cách ăn uống nó lịch lãm. Cái đó đó là mình mới là nhìn nhận đó là nó là người thành công. Còn cái này nó vô nó dạy anh chị em chúng ta mà dốt cuộc cái bản thân nó chẳng có ra cái gì hết. Đấy, về con Mimosa. À, về con Sophia. Ngồi xung quanh như cái nhà ha, như cái ổ chuột. Ở bên Mỹ mà cái nhà cái khung cảnh hay chăng cái chỗ mà cái chỗ mà cái phòng khách của nó để mà nó ngồi tiếp khách, là những người mà khi nó đãi tiệc nó ăn y như cái ổ chuột nhỏ xíu à. Vậy mà dạy những người trong nước là làm chính trị với chính em. Nha. Mình phải lên trên mạng xã hội này, muốn dạy làm chính trị á, thì phải kinh tế cho nó mạnh trước, kinh tế cho nó giỏi trước thì mình mới dạy người ta làm chính trị. Đó, bà con mới học theo mình. Cho nên hôm nay lên đây dạy chính trị mà đi xúi người ta đi xuống đường đi, rồi biểu tình lật đổ cộng sản đi. Xúi người ta biểu tình đi lật đổ cộng sản, rồi lật đổ cộng sản rồi người dân sống bằng cái gì? Bằng cái nghề gì? Mình phải dạy người ta cái nghề và mình phải dạy người ta kinh doanh trước đi. Rồi bà con người ta có một cái kinh doanh, rồi có một cái nghề nghiệp ổn định đi, rồi có công ăn việc làm hay gì đó ổn định đi, thì người ta mới nghe mình. Lật đổ cộng sản rồi người dân nghèo, rồi nghèo lấy cái gì sống, cơm đâu ăn, nước đâu uống, vậy mà dạy cái gì, đúng không? Cho nên á, bởi vì những người mà đi xuống đường hay là nghe theo tụi kích động, cái đầu của họ rất là bé nhỏ, họ không nghĩ xa ra. Đấy, mình phải nghĩ luôn. Xong con Lisa nó lên nó quá trang này kia kia nọ, đòi lật đổ cộng sản này kia kia nọ. Nhưng mà trước nhất nó đòi lật đổ cộng sản thì mình nhìn lại cái chỗ nó ngồi, nó ở cái phòng trọ và một có cái gác nhỏ, con nó bước lên bước xuống đó. Cái chỗ ở nó không ra cái gì mà nó lại nó xúi người dân đi lật đổ. Mày bản thân mày ở bên Mỹ mày còn mướn nhà mày ở, rồi mày xúi người ta ở trong nước lật đổ cộng sản đi, rồi mày xúi người ta như vậy, người ta đi tù đi, rồi khi người ta ra. Trước nhất thì mình phải khôn, mình làm kinh tế giỏi. Ừ, bây giờ mình muốn dạy. Ờ, bây giờ người dân mình nè ha, cái người trong nước nè, ừ chị ơi kinh doanh thế này nè, chị tôi có 1 triệu nè, tôi chỉ kinh doanh làm cái nghề này nè, hay là chị ơi bây giờ tôi hai chị có 5 triệu thì chị ra chị mua một cái xe này nè, rồi chị bán cái này nè, thì một ngày chị sẽ lời được bao nhiêu, chắc mốt là một tháng chị được bao nhiêu, rồi chồng chị đi làm công nhân nó hay chồng được bao nhiêu, mình rồi mình ăn uống rồi mình còn bao nhiêu còn lại mình sẽ mình nuôi con. Cái đó là mình mới dạy người dân. Con này không có. À, đi xuống đường đi. À, đi xuống đường đi, rồi đi lại xin cái vé tị nạn đi, rồi đi xin, xuống đường rồi xin cái vé tị nạn đi, không đi tù lợi chịu lại xíu quán, đi xuống đường xin cái vé tị nạn đi, rồi đi tị nạn qua đó làm gì sống. Ừ. Đi làm công nhân, đi làm móng chân nữa thì cũng đi vô đó làm móng chân, làm công nhân đóng thuế cho nhà nước. Rồi tới bây giờ có một số người là 8.600 người à, không có nhà, không có cửa, rồi ngủ là ở ngoài đường đó. Mình xuống người ta đi tị nạn, nhưng mà tị nạn với tị nạn là qua bên đó làm cái gì? Tị nạn qua đó là mình mua bán hay là mình làm công nhân hay làm thế nào? Mình tị nạn mà là mình là cái người thành công bên đó hả? Mình xúi người ta đi tị nạn, mình xúi người ta đi tù, rồi mình xúi người ta đi xuống đường tị, rồi đi lại chỗ mấy đại sứ quán tị nạn, mà đi qua đó tị nạn mình làm cái gì? Trước nhất mình là thành công tại trên đất nước Mỹ, thấy không? Cũng như giả sử đi, không phải là mình tân bốc anh Lôi Minh hay gì, ổng là người thành công, ổng đi mua bán những cái chuyện riêng của ổng nữa, mình không có nói những công việc của ổng, thì ổng là cái người thành công. Bắt chước anh Lô Minh thành công đi. Ờ mày xin tị nạn, thấy không? Mày đi xuống đường, mày còn khờ mày xuống đường rồi mày làm một cái giấy, mày chạy lỡ mấy cái đại sứ quán mày xin tị nạn. Mày qua đây đi, tao sẽ giúp đỡ mày. Tao là người làm ăn thành công nè, mày qua đây đi, tao chỉ mày làm ăn mua bán nè. Lỡ cái chỗ này hay lỡ cái chỗ này mày mở bán kinh doanh cái này thế kia thì mày sẽ giàu, mày giống tao mày giàu có. Còn cái này nó xúi người ta đi tị nạn. Đi tị nạn qua bển làm ăn mài hả, làm vô gia cư, không có nhà, ngủ gần cầu hả?
Tới bây giờ con Lisa còn ở đâu? Ở dưới tầng hầm, mướn cái tầng hầm, mở vô thì có cái phòng ngủ mà đá cái phòng ngủ á, rung rinh. Anh chị coi những cái đoạn clip mà những cái clip trước kia mà có cái cửa nó bước chân vô ra đó. Bây giờ nó mới sửa là cái phòng bị mình dạch mặt nó quá, nó mới sửa cái phòng lại, nó dẹp cái cửa đó qua một bên, cửa phòng qua một bên. Chứ lúc trước kia con Lisa mà nó live stream mà nó mở cái phòng cái cửa phòng ra thì nó bước vô trong cái phòng nó thì cái cửa phòng còn rung rinh nữa mà. Thì xung quanh nó muốn cái chỗ đó rồi đó, nó dựng lên toàn xung quanh là dán ép rồi nó dán gạ simili rồi với nó lăn bơi cho cái phòng nó đẹp lên thôi. Chứ thật sự nó sao nó thành công được mà nó dạy những người mà đi tị nạn đi xuống đường rồi ở tù đi qua bển làm gì, nó đi qua mấy chục năm mà nó không thành công. Thì cho nên á thì mình đừng bao giờ mình nghĩ là mình đi theo nó rồi mình thành công giống nó. Nó là hiện tại giờ nó đang ở phòng trọ, nhà cửa nó cũng chẳng có xong, cái chỗ ở con Mimosa chẳng ra cái gì hết. Giờ Mimosa mới qua ba bốn năm nay đúng không anh chị? Thì mình nói giờ ba bốn năm nay thì nó nói tao mới qua Mỹ ba bốn năm nay, chỗ ở tao chưa được hoàn thiện, thì thôi tao tha thứ cho mày, tao không nói cái chỗ đó của mày. Bây giờ tao nói về con Sini Trần ha, nói về con Sini Trần nè. Anh chị thấy con Sini Trần không? Cái chỗ nó live stream á, chàng mẹ có hai vợ chồng chen vô cái chỗ ngồi nhỏ xíu à. Bây giờ cái chỗ ngồi tôi đi, rồi tôi để một cái bàn sau đây tôi trưng bày bông hoa đi, là cái chỗ tôi ngồi tôi đẹp rồi. Nó đâu dám quay cái khung cảnh nhà nó đâu, thấy không? Con Sini Trần luôn, cái nhà như cái ổ chuột, hay là con rô sa đào. Anh chị đi coi con rô sa đào và con Sini Trần, coi cái chỗ live stream của nó đi, ở sóng nước Áo đi, con Sini Trần sóng nước Áo đi, cái chỗ mà nó live stream nó nhỏ xíu như cái ổ chuột vậy đó, mà lên dạy người ta chính trị, dạy người ta đi xuống đường. Thật sự cho nó những người mà nào mà đi xuống đường muốn kéo biển tình, hay những người nào muốn lên mà lật đổ cộng sản, những người nào mà muốn chống phá đất nước đặng, mà trong ý đồ là tôi làm như vậy rằng tôi đi tù ra tôi xin cái vé tị nạn chính trị này kia kia nọ, họ các người sai lầm hoàn toàn. Tôi nói thật, các người đã sai lầm hoàn toàn. Các người âm mưu thâm độc của lũ chúng nó là nó là những cái người là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đi bị đánh đuổi đi 1975 đó. Cái lòng hận thù của nó, tại vì lòng hận thù nó đây là cái gì, lòng hận thù ngày xưa nó làm ông bà gì đó cho nên nó muốn quay lại làm chức làm quyền, nó muốn lật đổ cộng sản, nó dễ làm ông làm bà thôi. Chứ thật sự những con người đó không có làm nên trò nên chấm gì hết. Cho nên các anh các chị đừng bao giờ nghe tôi đi xin tị nạn chính trị rồi tôi qua đó là qua bên Mỹ hay qua nước Áo hay là qua bên gì chỗ Na Uy chỗ cung Thị Dương á, là tôi qua đó được tôi lụm được tiền, sai lầm hoàn toàn. Anh chị thấy không, mình phải nhìn nhận đâu đó cho rõ ràng, chủ yếu mình đi qua đó mình làm gì, mình xin tị nạn qua đó là mình làm cái gì, mình mua bán hay mình kinh doanh để cho giàu có gì. Cho nên anh chị mình tỉnh táo lại những cái điều mà anh chị muốn. Mình muốn học hỏi những cái con người mà muốn lật đổ chính quyền này á, thì nên phải nhìn lại cho tất cả những cái cuộc live stream mà nhìn xung quanh họ, có phải họ đi qua bên nước Mỹ giàu không? Rồi họ đi qua đó bao nhiêu năm rồi mà họ tới bây giờ họ vẫn sống cái cuộc sống mà trung bình, nghèo nàn như vậy. Bởi vì anh chị em mình đừng bao giờ mà đánh giá cái con người mà lên live stream mà mặc đồ sang trọng. Nhìn chỗ ông Tân Thái đi, rồi nhìn nhà của ông Benny Trương đi, nó dám mở đèn sáng đồ như vậy không? Đâu có. Nó chỉ quay một cái cảnh nào, cái góc độ nào, cái góc nhà nó góc nào nó trang trí cho đẹp, nó quay góc đó thôi. Chứ đâu dám quay như kiểu nhà Nhiên hay là nhà của anh chị em mình, hay nhà anh những anh Bằng hay là anh Lợi Minh đồ, mọi người đang làm nhà khung cảnh. Mình nghèo là mình chịu nghèo, chứ đừng có lên đây mà mình giả tạo này kia kia nọ. Cho nên nó bà con nào mà có muốn mà làm những cái điều gì đó thì mình muốn nghĩ tôi đi qua đó tôi làm cái gì. À, mình phải học hỏi những cái người mà người ta kinh doanh giỏi thì mình nên đi học hỏi, chứ đừng có đi ước mơ là tôi đi lật đổ cộng sản này, sai lầm. Còn cả anh chị mà nghe theo nó là sai lầm nữa. Những cái mà Đào Minh Quân hay là những cái chính phủ đó là nó tự dựng lên rồi nó tự xưng như nhiên đi, tôi tự xưng bắt chước Ba Que nha, tôi là chính phủ của tôi, là bây giờ tôi lấy cái gì
tôi lấy chính phủ của tôi là chính phủ, thay vì cứ nói là chính phủ lâm thời đi thì nhiên chính phủ ông nội của lâm thời đấy, mình đặt cái tên là chính phủ ông nội lâm thời. Bây giờ mình làm gì, mình tự phong mình là thủ tướng Thái Ngọc Nhiên được không? Được á. Cho nên bà con những người nào mình lai chi muốn lật đổ cộng sản như ở trong nước là thằng biển mặn hay là con mấy cái con trong nước đi ha, thì nên nhớ rằng những cái chính phủ đó và những cái chức quyền mà nó tự phong đó là những người khùng người điên. Những người khùng người điên tự phong rồi tự đặt cho mình một cái chính phủ và tự phong cho mình một cái biệt danh, nói chung là biệt danh đi là thủ tướng. Chừng nào mình nhiên nói hoài nè, chừng nào mà được tổng thống Mỹ mở lên là một cái chính phủ như là tại bang Cali đó đi, thì ông Trump ông bước lại, ông lên trên mạng xã hội luôn, ông lên trên mạng xã hội lên lên tất cả tờ báo thế giới luôn, tôi sẽ mở lên một chỗ Cali này hả là chính phủ Cali của Việt Nam Cộng Hòa. Cái đó là chính miệng ông Trump nói ra, và tôi phong tặng và tôi đào tạo cho thủ tướng cho Đào Minh Quân này là sẽ về lật đổ được cộng sản. Cái đó là mới thật. Còn cái này ông Trump không có phong tặng, mà ông Trump cũng không có coi cái tụi mà cái Cali đó ra gì. Ông Trump coi những người đó là những cái đồ ăn bám, những đồ khùng đồ điên. Cho nên anh chị đừng có nghĩ là cái đó là sự thật. Chừng nào mà sự thật á là ông Trump tự phong tự đặt á, đó là mới thật. Ông Trump dẫn nguyên cái đám đó về đất nước mình lật đổ, đó là mới là thật. Nên anh chị á, nên tỉnh táo lại cái phần này ha. Anh chị lên đó ha, mình mời rồi xong. Quắc Dương lên hả? Đi xuống. Rồi mình mời rồi. Thôi nhưng nói như thôi cho cả nhà chờ hôm khác đi, hôm nay mấy mon nó quậy nó tính làm nữa tiếp diễn đàn nữa là thôi. Nhưng chào cả nhà. Có Hà My đi làm đi Hà My. Nhưng chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa buổi chiều vui vẻ nha cả nhà. Cái mon quậy quá. Chị Gia Hoàng hôm khác nha chị Gia Hoàng. Tại vì bé mon nó quậy rồi nè. Em chào chị. Chào chị Gia Hoàng. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha cả nhà. Tính làm nữa, tính nói nữa chưa có đã cả nhà. Chào cả nhà.